Cú đấm thép mà Gaming TV xin chào mà tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh mình ha. Em là con gái nhen mấy anh đó ha. Vô nhắn tin em là con gái mấy anh thử coi tên bạn nó gọi là nó hồi âm như thế nào, các bạn đã coi tùy chỉnh âm thanh ánh sáng đầy đủ cho ta để coi thiếu cái âm thanh bật âm thanh lên đó ha, bật âm thanh lên. Cái gì? Một mình anh chấp hết đù mà ghê bay ghê thấy là thấy rung chim hết trơn á ha. Mới vô mà thấy anh Mr. John anh nhắn một cái câu là thấy rung chim hết các bạn, thấy rung chim hết. Ta nói trời lạnh mà đã teo chim rồi mà nghe anh John nói là em rung chim hết nè. Ok thì hôm nay mình sẽ đánh Việt tướng đất rốc nha nè ha. Ăn quá nhỏ này xong là qua lụm cái bộ xanh là lên hỏi thăm sức khỏe anh John luôn nè ha. Mới vô trận mà định mệnh chưa quánh đấm quần què mà anh làm em rung chim hết trơn á. Đây, lên quá cao anh John, lên quá cao anh John ơi. Đáng lý ra mình ăn cái bù xanh này là mình lên mình lụm cái bù đỏ đó, qua lụm bù đỏ anh em. Nhưng mà vì câu nói một mình anh chấp hết của anh Mr. John thì mình sẽ quyết định mình qua đây mình tán bát cái đầu cái nhẹ này. Này, một mình anh chấp hết này quá thơm. Đó, tao cho mày chấp hết, ok. Mình pha này mình sẽ ăn con chim này anh em. Để ăn chim mình chết sai coi thằng rừng nó đang ở đâu ha. Để mình quan sát mình. Ê, đặc biệt ở bên kia là rừng bên đó là vị trí rừng bên đó cũng là nắt rốc mà cũng là b-boy công nghệ luôn các bạn. B-boy công nghệ luôn. Hai thằng b-boy nó gặp nhau anh em. Đây mình ăn cái con lính này nè, ăn con quá nhỏ này xong lên level 4 mình đứng đây nè. Chờ cái thằng Mr. John ra mình định mệnh mình quánh nó một phát một nữa anh em. Để cho nó khỏi gáy nữa anh em. Cái thằng này mới vô cái gáy là mình ghét lắm. Đây, anh Mr. John anh cầm cái cung quá dễ thương luôn. Định mệnh anh mò ra rồi, cái gì? Khóa ranh cho vui, ok, chấp nhận, tạm chấp nhận được. Ok, đây, rồi xong luôn, mày lên bảng, tiếp tục và lên bảng và đi uống nước. Ê, thà, nát rốc đang tới và nát rốc đang quá gì? Hổ báo cáo trùng, anh John đang cố gắng bắn, có bắn được không? Và nát rốc đang cố gắng móc đích vị trí anh John lên bảng đếm số. Và thôi, ba thành viên tem bạn một pha xử lý quá móc đích anh John đến từ vị trí của Na Rock và anh John đành phải lên bảng đếm số đó ha. Thấy không, Toro đang cố gắng rống và anh ấy định mệnh anh ấy đang cố gắng dí con gì tên nè Cà Hiêu, đúng rồi, Cà Hiêu đang cố gắng chạy, có chạy được không? Cà Hiêu vẫn chạy được và anh ra định mệnh ra anh ra anh đấm cái quần què và anh chết cha luôn. Và anh Toro anh quá trâu, đúng, người ta kêu là trâu như bò các bạn ha. Bởi vậy mình giờ đây mình ăn cục máu, mình đi farm tiếp tục ha. Đó, mình giờ cái gì? Tha em. Ok, tạm chấp nhận được đồng chí quá, coi gọi là bây giờ là nó biết lỗi rồi các bạn ha. Bởi vậy tôi nói là mới vô trận mà cái thằng nào mà nó kêu là một mình anh chấp hết hay là bố cân cả thế giới đồ mang đó là tôi ăn xong tôi farm xong rừng là làm gì làm, tôi lên phải tôi lụm xác nó về các bạn. Đó, đừng để cho định mệnh, đừng để cho nó gọi là nó hổ báo cáo trồn. Mấy đó nó ăn gọi là ăn tôm hùm nó bú vô heo, bởi vậy nó hổ báo cáo trồn lắm. Mình ăn con dơi này, ăn dơi này xong xuống làm gì các bạn? Xuống hỏi thăm sức khỏe cái thằng Ngộ Không anh em. Đó, vị trí cầm cái gì quanh đồ của mình là đồng chí Kho đó. Đồng chí mình phải bi ai đồng chí lên chứ, để mà đồng chí nói trách tôi làm sao không bi ai đồng chí nè. Chờ lớn lên là đồng chí băng trụ quăng cái chiêu cuối cho tôi vô tôi hốt xác thằng Ngộ Không này về luôn nè. Lĩnh vô, chuẩn bị nè con. Ngộ Không là Ngộ Không. Cái sư phụ này con, Ngộ Không. Nhớ sư phụ không? Nhớ không? Nhớ sư phụ, nhớ con lắm á Ngộ Không. Nhớ con lắm á, lụm cái mạng của Ngộ Không mà bay ra và lụm luôn cái trụ này. Sau khi chúng ta lụm cái trụ này chúng ta sẽ làm gì? Cái thằng nát rốc là cái nãy nó ăn bù xanh trước các bạn. Bởi vì nãy nó mình thấy nó ở khu vực con rồng thì đồng nghĩa nó bây giờ mình vô đây mình lụm luôn cái bù xanh này, tránh ra bù này là bù của tớ nha bạn. Ok, mình lụm cái bù xanh này xong là mình làm gì anh em? Đây cái thằng ra đang di chuyển vô mình tán nhẹ cái đầu nó. Mày này làm gì? Đúng rồi, móc đạn chay hay quá. Trời ơi, một pha tóc biến đến từ vị trí ra quá ảo diệu. Để mình tóc biến qua tường luôn mới chết. Ok, mình sẽ đứng đây mình coi thử cái thằng Ngộ Không nó lên cao mình quất nó luôn nè. Đó, nếu mà nó không lên cao thì chúng ta sẽ di chuyển khác anh em. Đó, mình sẽ lên đây này. Mình lụm cái đàn quái mít. Xong, tiếp tục là chúng ta vào xin nhẹ cái con bùa đỏ nó xài đỡ đó. Thằng Na nó mới chết rồi thì đồng nghĩa con bùa này chưa có ai ăn thì mình lên mình xin nhẹ. Rồi, mình ăn con quái... Rồi, gặp mày nữa rồi John, tao gặp mày là tao đập mày, tao đập vô cái bảng mặt mày. Mày đừng có chạy, đừng cố gắng chống cự rồi bụng sẽ bự thôi em. Tao nói bụng bự là đừng cố gắng chống cự ha. Bây giờ mình cắm đầu cắm cổ mình chạy đỉnh bển đến rượt. Ê bại này, làm gì cho nhau, làm gì rồi xong rồi sắp mặt rồi nè.
Nhưng không sao mấy chát, không sao. Tôi là tôi giết thằng John ở chết mẹ hết binh rồi. Chết mày còn 20% anh em cố gắng đánh xong cái trận này là up vì déo cho anh em xem luôn. Tôi giết thằng John là tôi mãi nguyện rồi mấy chát, không. Bây giờ giết John tôi chết không được nữa. Bởi tôi giết nó chết tôi cũng chết. Nãy giờ nó chết ba mạng rồi đúng không? Đó. Tôi giết nó lên mệnh cho nó thành phế vật luôn, cho nó khỏi gáy. Mấy thằng mà mới vô trận mà gáy gáy vậy tôi ghét lắm. Ăn là tôi vô tôi kiếm, cứ ăn là tôi kiếm. Farm xong là tôi lên tôi kiếm, tôi hỏi thăm sức khỏe liền đó không. Đừng có để ê mày ăn mày hỏi ý kiến tao chưa? Mày ăn mày hỏi ý kiến tao chưa nè, lụm nhẹ này đó không? Là định mệnh tao nhỏ. Tao nói cái thằng nhỏ đang cầm tô cơm ăn. Đang cầm tô cơm ăn định mệnh bay vô tán thằng nhỏ một cái bóc cắm cái đầu xuống không, lấy tô cơm ăn luôn định mệnh. Trời mất dạy vậy nó mới tức mới chứ. Đây anh ăn chim anh hỏi kiến em chưa đúng không, em xin nhẹ con chim nha, này xin luôn cái mạng anh luôn nè, chạy đâu nữa mà chạy. Định mệnh tao nói thằng nhỏ đang ăn tô cơm đó, đó cái đó là y như là mình đang ăn tô cơm vậy các bạn. Mà có một thằng nào đó tự nhiên nó bay vô nó tán một cái nó lụm ngay tô cơm ra, cái thằng này đang ăn tô cơm đó nè, đó làm gì. Định mệnh anh đang ăn cơm, anh đang hết mana, anh đang ăn con bùi xanh anh em. Không ngờ thằng nát róc, thằng cú đấm thép nó mất dạy dễ sợ luôn, vô định mệnh nó không có hỏi quần què chứ. Nó tán một cái bóc cắm cái đầu xuống đất lụm ngay tô cơm luôn, định mệnh tức trào máu họng mà chết luôn các bạn. Không sao, nó tức là chuyện của nó hả, tức là chuyện của nó. Còn mình đây ăn cơm đúng không, mày ăn cơm mày hỏi kiến tôi chưa, lụm luôn cái bồ đỏ anh em. Pha đó là mình cướp được anh em có thể anh em cứ tu lại nha, mình mới lụm 89 vàng á là mình cướp được anh em. Một pha gọi là định mệnh KS quá thần thánh đến từ vị trí của cú đấm thép. Tao nói ăn cái con gì cũng không có gì, không có gọi là ăn con bồ cũng không xong mà ăn con chim cũng không xong. Định mệnh KS quá thần thánh luôn em, gọi là cái trình độ mà KS của mình là nó lên tới gọi là siêu sao rồi anh em. Đây trò đánh thì ngu chứ định mệnh KS ghê lắm mấy chế, ghê lắm phải giỡn đâu. Tôi đánh ngu mà tôi KS là tao nói là best KS Việt Nam luôn phải chứ. Bởi vậy tôi tự bi ai cho tôi là best KS luôn. Ê trò sao bà nội cha mày thằng do mày bắn ai, tao lên tao tìm mày luôn nè. Anh đồng chí chơi Toro là anh Hạ, đồng chí Hải, anh kêu anh Hải đi. Đây anh Hải giữ con rồng giùm em lên em hốt xác cái thằng do này về. Định mệnh mày bắn quần què vậy. Ôi thòm, cái bút giáp đến từ vị trí của Toro tem bạn. Định mệnh anh John thoát chết thần thánh luôn nè. Đây làm gì làm, tôi phải móc nó mới được nè. Mày nè định mệnh nó trâu quá nè. Bây giờ 1, 2, 3 tem bạn có 4 thành viên và tem mình cũng 4 thành viên, nhưng mà chúng ta phải nhắm vào một vị trí nào đó chúng ta quánh ra nè. Đợi quánh thằng Toro nó hết máu cho nó luôn. Ôi trời rồi anh nát róc anh bay ra như một vị thần. Wow, anh ấy định mệnh nó quán chạy được, định hay quá đồng chí. Trời xong luôn à, ăn hèm luôn rồi. Cái thằng ra đấy hay quá mấy các bạn. Đó đúng rồi, Violet hay quá đồng chí, Quyên hay quá đồng chí. Đồng chí đang lên sóng á đồng chí, cố gắng thể hiện á đồng chí. Đúng rồi hay quá. Lộn cái bờ, đúng rồi bờ ngay. À quên. Lộn cái bờ hả, cái bờ cái gì tôi không biết nha. Ê, gió này. Trời ơi, đồng chí hay quá, 6-1 à. Thôi bỏ. Nhiều đó được rồi, ăn double kill là được rồi. Không có tham quá đồng chí. À bây giờ là đồng chí kho lụm cái trụ này đó ha. Bữa nay đi đánh chung với tôi là năm anh em. Năm anh em thì cũng anh em làm chung công ty ra đánh chung rồi cho nó vui vẻ. Up clip rồi cho anh em xem coi như gọi là món quà kỷ niệm anh giữa anh em mình á, tình cảm nó gắn bó. Rồi xong luôn. Anh ấy bay vô ăn cái bù xanh nhưng mà ăn mà không hỏi ý kiến tôi mới chứ. Ăn mà không hỏi ý kiến à. Đồng chí kho rút về, đồng chí nó kéo bà con dòng họ cô về chú thiếm nó xuống cả định mệnh. 3-4 thằng nó quánh đồng chí sắp mặt rồi. Đồng chí hơi sinh tôi không làm gì được hết. Đứng tôi ngó đồng chí chết thôi chứ không làm gì được hết. Bây giờ mình sẽ về cánh rừng quen thuộc của mình farm tiếp tục anh em. Thì cái kiếm tri hồn bữa nay là nội tại lên 19 điểm với ta. Rồi. Nội tại kiếm tri hồn bữa nay đã lên tới 30 điểm rồi anh em. Đó nó cực kỳ rất là mạnh luôn anh em đó. Chơi na thì anh em cái phiên bản này anh em lên kiếm tri hồn anh em chơi cho mình. Tao nói quánh cái nào nó thốn tao rốn luôn ha. Quánh nó thốn tao rốn luôn. Bởi vậy mấy đi rừng bữa nay nó sở hữu cái lượng đam kinh khủng đó anh em. Đó kiếm tri hồn lên tới 30 rồi. Đó. Còn cái mát này mình cảm thấy mát này nó xanh đẹp anh em. Còn cái mát tuyết kia nhìn nó chói mắt quá. Mát này mình đánh giá cao, cái mát này nó xanh rất là đẹp luôn.
Còn về cái build đồ thì mình có để lên cho anh em tham khảo nha. Đó, build đồ huyền thoại của mình. Anh em xem clip mình, anh em đã biết cái build đồ huyền thoại này của mình ha. Build đồ ta nói full, full down luôn. Chỉ có cái lết cuối là anh em lên đồng chí đừng ăn kinh công. Để tôi lên tôi ăn con rồng rồi tôi kết thúc game luôn ha. Đây đây đây, đù quá, đồng chí quyền hay quá. Đồng chí bắn một phát ta nói nó nát sọ cái thằng Naroc bên kia. Bây giờ AD tụi mình rất là xanh luôn em ha. Bây giờ mình phải bi ai mấy đồng chí phải bi ai là lên cho mất công rồi. Công rồi mấy đồng chí xem mấy đồng chí nó bi nói nó bi ai người này mà không bi ai người kia cũng kỳ ha. Đồng chí cầm mic là đồng chí Thanh ha. Còn cầm AD. AD là đồng chí Quyên ha. Còn cái gì? Wonder khi mà quăng mồm vô mền là Wonder Woman ha, là đồng chí Khoa đó. Còn vị trí cầm support là đồng chí Hải đó. Vô chơi thích chơi không? Nè thích chơi chơi. Trời ơi trời, đâu dễ ăn anh đâu em. Đâu dễ ăn anh em, mình cũng gọi là trộm gà bắt chó quen rồi mới chết đó. Lạng lách đánh võng đồ quen rồi. Mấy này không dễ ăn. Rồi anh Tô Rố anh nghĩ gì mà anh băng ra? Anh nghĩ gì chơi khô máu đúng rồi. Đồng chí hay quá đồng chí tôi chịu đồng chí á. Đồng chí quăng cái đạn dây xích chó là tôi chịu đó. Một cái pha mà anh Tô Rố đang cố gắng rống và anh cố gắng chạy và định mệnh đồng chí Kho đã quăng cái đạn dây xích chó và lao anh ấy về và mình anh ấy đã chết luôn. Nên một cái chết gọi là quá thương tâm đến từ vị trí của Tô Rố tem bạn. Đây pha này không được, con giò nó đép trụ rồi chắc chắn mình không phá được. Nếu pha này chúng ta khá không được thì chúng ta sẽ làm gì anh em? Giờ mình sẽ ăn con dơi ha nè. Đồ mình full rồi đó. Tao nói cái build đồ này anh em lên thử đây anh em chơi. Tao nói quánh mà cái nào nó thốn tao rốn cái đó. Mình đảm bảo với anh em luôn. Cái build đồ này nó rất là mạnh luôn. Nhưng mà chơi cẩn thận nha mấy chế. Build đồ này nó rất mạnh nhưng mà vừa gì cuối game rồi nha. Cẩn thận nha. Gặp ví dụ như gặp tem mà có ngộ không hay có Yuka thì mình nó đập một cái. Ơi ngộ không mà con nấp làm gì? Con khỏi nấp, nấp làm gì? Con nấp con cũng chết, con không nấp con cũng chết. Đừng mệt. Tôi là tôi không có hát mát nha các bạn, mình là mình không hát mát nha. Mình chỉ là gọi là nói bừa mà ai ngờ nó trúng thiệt. Do anh mày làm cái gì, mày làm gì? Rồi, bên thành viên tem bạn là ba người chết rồi anh em. Bây giờ cái thằng Tô Rố này mày rống này, rồi, băng trụ giết luôn, thắng luôn các bạn ơi. Thì mấy bạn xem clip cú đấm thép thì đừng quên để lại một like, một lượt subscribe kênh. Rảnh này chia sẻ nha anh em. Để chúc tất cả anh em ngày mới vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye.